Cái vụ án hồ Duy Hải hôm nay thì báo chí và đăng rất nhiều rồi nên là hiện trường cũng không có phải nói nhiều, nhưng có mấy người chắc này. Tất nhiên theo cái thẩm quyền thì hiện trường chỉ nói ý thế này. Một là trong quá trình xem xét cái vụ việc thì thấy là một là có nhiều cái chứng cứ nó còn mâu thuẫn hoặc chưa được làm rõ xác minh được. Căn cứ vào quy định của tố tụng hình sự, thì khi mà nó có những dấu hiệu như thế đó là cái căn cứ phải khám nghiệm xem xét lại. Thế thì viện trưởng không nói là Hồ Duy Hải là có tội hay không có tội, nhưng thấy nó còn có nhiều cái sai sót và những cái chứng cứ chứng minh nó chưa chặt chẽ, thậm chí còn mâu thuẫn giữa hiện trường, mâu thuẫn giữa lời khai, giữa thực nghiệm điều tra. Thế thì ra là viện trưởng thấy là cần thiết phải yêu cầu là khám nghiệm, hủy các bản án sơ thẩm phúc thẩm để điều tra lại để xem có tội hay không tội một cách thận trọng khách quan, còn đảm bảo vệ được tính mạng của con người, của người dân chúng ta khi mà chúng ta chưa có một cái chứng cứ trực tiếp khẳng định cái việc có giết người hay không có người gì. Thì về mặt trách nhiệm và về mặt thẩm quyền đó thì báo chí nói hết là viện trưởng không có lại, nhưng chắc chắn là viện trưởng khẳng định không sai được đâu, có căn cứ và đúng thẩm quyền, cái này viện trưởng chỉ khẳng định là vậy. Còn ai có thắc mắc câu hỏi không đúng thẩm quyền sai lực gì đó thì cứ chỉ ra, viện trưởng sẽ báo cáo với cấp thẩm quyền để cấp thẩm quyền xem xét. Và hồi nãy là cử tri cũng có nói ý là gì, bây giờ tòa đúng hay là viện ra đúng thì để cấp thẩm quyền xem xét. Còn cách đây hôm thì viện trưởng cũng đã ký văn bản báo cáo với cấp thẩm quyền rồi, thì để cấp thẩm quyền xem xét rồi sẽ xử lý cái việc này, chứ bên đây viện trưởng cũng không nói gì khác được. Viện trưởng thì nó gọn nè, làm đúng thẩm quyền, có căn cứ, và đây là trách nhiệm nhân dân, trách nhiệm thực thi pháp luật, thực thi pháp luật. Thì trả lời như thế để cô bác anh chị yên tâm, mà tới giờ này viện trưởng vẫn tin rằng mình đang làm đúng cái trách nhiệm của mình.